Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày mạnh mẽ, vui vẻ và bình an. Báo Thái viết, báo cáo của Ngân hàng DBS về hiểu biết Việt Nam nền kinh tế đang tăng trưởng. Ngân hàng DBS của Singapore, trước đây gọi là Ngân hàng Phát triển Singapore, đã công bố báo cáo tìm hiểu Việt Nam, ngôi sao đăng lên, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 là ấn tượng 7,1%. Bởi vì đây là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai ở châu Á, sau Ấn Độ, ở mức 7,2%, mặc dù gần đây nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với vấn đề phát triển không đồng đều trên nhiều lĩnh vực. 10 năm trước, Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề như lạm phát cao 28% và tăng trưởng yếu, mất giá nghiêm trọng tự do hóa kinh tế sau khi trở thành thành viên của WTO, xuất khẩu trở nên phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ, và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Nhưng từ giữa năm 2012 trở đi, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu ổn định, cả về tiền tệ lẫn lạm phát. Trong 3 năm tiếp theo, nền kinh tế tăng trưởng trung bình 6,4% năm. Việt Nam bắt đầu phát triển đi trước các nước trong khu vực này về nhiều mặt. Nhưng báo cáo của DBS cho biết điều quan trọng hơn là các nhà lãnh đạo Việt Nam đang chuyển sự chú ý sang sự ổn định và bền vững kinh tế lâu dài. Không chỉ là tốc độ tăng trưởng cải cách trong nước tiếp tục, nền kinh tế Việt Nam có xu hướng tích cực trong dài hạn. Từ quy mô nền kinh tế hay GDP dự kiến trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ gia nhập nhóm các nước nền kinh tế ở khu vực này tương đối phát triển. Đầu tư tương lai. Báo cáo của DBS cho biết, một trong những chính sách trọng tâm của Việt Nam là xây dựng năng lực để phát triển lâu dài. Điều này liên quan đến nỗ lực của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện cơ sở hạ tầng. Năm 2017, Việt Nam nhận được 14,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tương đương 6,3% GDP, đứng thứ 3 trong ASEAN sau Singapore và Indonesia. Những điểm thuận lợi của Việt Nam bao gồm có một khu công nghiệp là một hệ thống tích hợp vị trí của đất nước là trung tâm của chuỗi cung ứng khu vực, sống cạnh Trung Quốc khấu trừ thuế và lao động cạnh tranh. Các nước đã đầu tư lớn vào Việt Nam là Nhật Bản 18,6%, Hàn Quốc 10,3%, Singapore 4%, Trung Quốc 3,4% và Hồng Kông 3,2%. Bất động sản, cơ sở hạ tầng, ngân hàng, viễn thông và sản xuất, đặc biệt là trong điện tử, Việt Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng của ngành điện tử Việt Nam tăng tốc. Điều này một phần là do sự điều chỉnh chuỗi cung ứng sản xuất của ngành trong khu vực. Việt Nam có thể tăng thị phần trên thị trường sản xuất điện tử bởi vì tiền lương ở các nước châu Á khác cao hơn. Nó mở ra cơ hội cho Việt Nam. Nhiều công ty công nghệ cao đang đầu tư vào Việt Nam, chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc như Samsung, Intel, LG, Panasonic, Microsoft. Báo cáo của DBS cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Việt Nam đã nhảy vọt để trở thành trung tâm xuất khẩu điện tử lớn thứ hai trong ASEAN, vẫn đứng sau Malaysia. Năm 2010, xuất khẩu điện tử của Việt Nam có giá trị chưa tới 10 tỷ USD, nhưng năm 2018 đã đạt giá trị lớn. Xuất khẩu đã tăng vọt lên hơn 70 tỷ USD, nên không có gì ngạc nhiên khi trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành nước xuất khẩu điện tử lớn nhất ASEAN. Hỗ trợ dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Năm 2017, Việt Nam chiếm 5,8% GDP, Indonesia 2,6%, Singapore 2,3% và Thái Lan 1,7%. Khu công nghiệp, khu công nghệ cao và công nghệ nông nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng, điều này mang lại cho Việt Nam tiềm năng hỗ trợ phát triển kinh tế lâu dài và có thể thu hút đầu tư từ nước ngoài. Việt Nam thành công để khuyến khích đầu tư mở rộng. Năm 2000, 60% tổng vốn đầu tư đến từ khu vực công. Năm 2017, đầu tư công giảm xuống còn 35,7%, đầu tư của khu vực tư nhân trong nước còn 40,6% và đầu tư nước ngoài là 23,7%. Sẽ tiếp tục trong tương lai do các yếu tố từ toàn cầu hóa và chính sách phát triển của Việt Nam dựa vào cơ chế thị trường, tập trung vào vốn con người. Việt Nam có cơ cấu dân số nằm trong độ tuổi sản xuất. Ngay cả dân số sinh ra sau chiến tranh sẽ bước vào tuổi trung niên, nhưng cơ cấu lao động của Việt Nam có lợi thế hơn so với Singapore, Thái Lan và Trung Quốc. Năm 2015, độ tuổi trung bình của Việt Nam là 30 tuổi. Tỷ lệ phụ thuộc người cao tuổi là 9,6%, cứ 100 người ở độ tuổi 15 đến 64 thì có một người. Thái Lan là trên 13%, 15% và Singapore 16%. Báo cáo của DBS cho biết chất lượng lao động là yếu tố quan trọng quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Về mặt này, chất lượng lao động của Việt Nam hiệu quả hơn nhiều nước ASEAN khác. Chỉ số vốn nhân lực của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 2 trong ASEAN, ngang hàng với Trung Quốc.
Ngoài việc là một người siêng năng và làm việc chăm chỉ thứ hạng cao nhất của Việt Nam, nó cũng xuất phát từ việc tiếp tục đầu tư vào giáo dục. Chính phủ đã phân bổ tới 20% ngân sách. Những yếu tố này làm cho lực lượng lao động của Việt Nam có năng suất cao hơn. Dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào sản xuất công nghệ. Nó làm cho các yếu tố sản xuất trong nước thậm chí còn hiệu quả hơn. Nó đã mang lại năng suất lao động cho người lao động Việt Nam tăng trưởng cao hơn hiện nay. Năng suất lao động của Việt Nam cao hơn các nước ASEAN. Yếu tố này rất quan trọng. Điều đó sẽ cho phép Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục trong tương lai. Đặc biệt là khi đếm ngày độ tuổi trung bình của dân số sẽ tăng lên. Ngoài năng suất lao động cao, Việt Nam vẫn là một trong những nước ở khu vực này. Với mức lương cạnh tranh nhất, mức lương trung bình hàng tháng chỉ bằng 1/3 mức lương cạnh tranh của Trung Quốc. Vì sao Việt Nam trở thành một phần trong chuỗi cung ứng sản xuất điện tử của khu vực? Liên tục đến và nước này sẽ là nước hưởng lợi chính từ cuộc xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, hưởng lợi từ chiến tranh thương mại. Việt Nam đang ở vị thế có thể tận dụng xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bởi nền kinh tế là một phần của chuỗi cung ứng sản xuất trong khu vực. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ trước đây nó cũng sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực sản xuất của riêng mình. Về kết nối giao thông, Việt Nam có nhiều cảng, có thể hỗ trợ vận chuyển 500 triệu tấn mỗi năm và là quốc gia tiếp giáp trực tiếp với Biển Đông, chiếm 20% tuyến đường thương mại hàng hải của thế giới. Ngoài ra, Việt Nam còn có mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp. Việt Nam cũng là thành viên của nhiều hiệp định đa phương như AFTA, AEC, ASEANCHINA và ASEANVAPN, đồng thời ký kết các hiệp định song phương với các đối tác thương mại quan trọng là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài lợi ích về lao động, vị trí địa lý sự gần gũi với Trung Quốc khiến các công ty sản xuất tại Trung Quốc có thể chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam và cũng thuận lợi trong việc duy trì một phần chuỗi cung ứng hiện có trong 4 tháng đầu năm nay. Đầu tư từ Trung Quốc đạt 1,3 tỷ USD, nhiều hơn tổng vốn đầu tư của Trung Quốc trong năm 2018. Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu cũng là một yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài từ Việt Nam. Đến năm 2029, nền kinh tế sẽ lớn hơn Singapore. Báo cáo của DBS cho rằng, trong 10 năm tới 2019 đến 2029, Việt Nam có tiềm năng nền kinh tế tăng trưởng 6-6,5% năm, bởi yếu tố cơ bản trong nước là tăng trưởng năng suất lao động và sự năng động của môi trường bên ngoài là dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn mạnh mẽ. Trong khi xu hướng tăng trưởng của các nước ASEAN khác trong 10 năm tới là Singapore ở mức 2,5% năm, Thái Lan 4% và Indonesia 5%. Nền kinh tế Việt Nam hiện có giá trị 224 tỷ USD, tương đương 69% so với Singapore, 324 tỷ USD, đứng thứ 3 trong ASEAN sau Indonesia và Thái Lan. Nếu Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 6-6,5% trong 10 năm tới, còn đối với Singapore, ở mức 2,5% năm, năm 2029 nền kinh tế Việt Nam sẽ có giá trị hơn 400 tỷ USD và sẽ lớn hơn Singapore. Báo cáo của DBS kết luận rằng, mặc dù Việt Nam cũng giống như các nền kinh tế đang phát triển khác, có rất nhiều vấn đề nội bộ đầy thách thức, nhưng Việt Nam có những chính sách đang đi đúng hướng và cũng có những yếu tố cơ bản thúc đẩy những chính sách đó. Trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới, do đó, các công ty và nhà đầu tư đang chuyển hướng sang kinh doanh với nền kinh tế đang lên như Việt Nam để tạo cơ hội phát triển trong tương lai cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bài báo tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.